Kính chào quý vị đang đến với chương trình Tiêu điểm Kinh tế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, cắt giảm thủ tục hành chính trong xuất nhập khẩu là nhiệm vụ trọng tâm của nghị quyết số 19. Nhiều thông tư là rào cản vướng mắc lớn của các ngành nghề đã được bãi bỏ, nhiều thủ tục được đơn giản rút gọn, doanh nghiệp xuất nhập khẩu phấn khởi khi thủ tục thông thoáng. Tuy nhiên thì trên thực tế, thủ tục hành chính trong xuất nhập khẩu vẫn còn rất nhiều bất cập. Vậy đâu là giải pháp trong thời gian tới? Tất cả những vấn đề này sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình Tiêu điểm Kinh tế tuần này. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Trong 4 năm liên tiếp từ năm 2014 đến năm 2017, Chính phủ đã ban hành các nghị quyết 19 về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Một trong những trọng tâm xuyên suốt của các nghị quyết 19 là vấn đề thủ tục hải quan, cải cách các thủ tục, quản lý, quy định và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nhằm cải thiện chỉ số thương mại qua biên giới của Việt Nam. Cụ thể, năm 2014, Nghị quyết 19 năm 2014 yêu cầu đơn giản hóa quy trình, hồ sơ và thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu, thủ tục hải quan và giảm thời gian thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cho doanh nghiệp. Phấn đấu thời gian xuất khẩu và thời gian nhập khẩu bằng mức trung bình của các nước ASEAN 6. Mức trung bình thời gian xuất khẩu của nhóm nước ASEAN 6 là 14 ngày và thời gian nhập khẩu là 13 ngày. Năm 2015, Nghị quyết yêu cầu nâng cao năng lực của các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước trong việc kiểm dịch, kiểm tra tiêu chuẩn, chất lượng hàng hóa, dịch vụ tại các cửa khẩu trọng yếu trên toàn quốc. Thiết lập cơ chế phối hợp có hiệu quả giữa hải quan và cơ quan quản lý nhà nước liên quan. Giảm thời gian hoàn thành thủ tục xuất khẩu xuống còn dưới 10 ngày và giảm thời gian nhập khẩu xuống còn dưới 12 ngày. Năm 2016, Nghị quyết 19 yêu cầu thay đổi căn bản phương thức quản lý kiểm tra chuyên ngành, thực hiện nguyên tắc quản lý trên cơ sở đánh giá rủi ro, áp dụng rộng rãi thông lệ quốc tế, chuyển căn bản sang hậu kiểm, điện tử hóa thủ tục quản lý, kiểm tra chuyên ngành, kết nối chia sẻ thông tin giữa các cơ quan, tổ chức quản lý, kiểm tra chuyên ngành và với cơ quan hải quan. Bên cạnh những giải pháp đề ra từ năm 2014, Nghị quyết 19 năm 2017 yêu cầu đẩy mạnh việc chứng nhận hợp quy đối với dòng sản phẩm tại nước xuất khẩu và tăng cường hậu kiểm đối với nhóm hàng hóa nhập khẩu. Điện tử hóa các thủ tục, nộp hồ sơ, trả kết quả, kiểm tra chuyên ngành, kết nối chia sẻ thông tin giữa các cơ quan, tổ chức quản lý, kiểm tra chuyên ngành với cổng thông tin một cửa quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN. Đảm bảo rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục kiểm tra chuyên ngành theo mục tiêu đề ra. Sửa đổi các quy định về phí kiểm tra chuyên ngành, minh bạch về cách tính chi phí, đối tượng trả phí và chuyển dần sang áp dụng cơ chế giá. Để thực hiện mục tiêu đơn giản thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, theo Nghị quyết số 19, nhiều nỗ lực đơn giản thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu đã được đẩy mạnh và những vướng mắc lớn của doanh nghiệp đã được gỡ bỏ. Bộ trưởng Bộ Công Thương ký thông tư bãi bỏ quy định về giới hạn và kiểm tra hàm lượng formaldehyde amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may. Nỗ lực này của Bộ Công Thương được xem là một trong những tiếng chuông lớn trong cải cách thủ tục hành chính xuất nhập khẩu, tạo niềm tin và phấn khởi cho doanh nghiệp trong ngành. Trước cái sự tích cực của Bộ Công Thương như vậy á, thì đương nhiên đứng về phía hiệp hội thì chúng tôi rất là vui mừng, bởi vì Bộ Công Thương, một cái bộ chủ quản của mình á, đã có những cái động thái rất tích cực để cắt giảm những cái thủ tục hành chính rườm rà, tạo thuận lợi thương mại cho doanh nghiệp. Nhưng mà cái lớn nhất là năm trước thì Bộ Công Thương đã bãi bỏ cái thông tư 37 về việc kiểm tra hàm lượng formaldehyde trên vải đó, trên sản phẩm đó, thì chúng tôi rất là tạo thuận lợi, gần như là rất là tích cực cho tất cả các doanh nghiệp dệt may. Tiếng chuông thứ hai không thể không kể đến trong nỗ lực đơn giản thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu cũng như Bộ Công Thương là gỡ vướng cho doanh nghiệp thủy sản trong Nghị định 38. Theo đó, ngày 2 tháng 2 năm 2018, Nghị định số 15 năm 2018 NDCB đã được ký ban hành thay thế Nghị định số 38 năm 2012 NDCB quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm. Theo đánh giá của nhiều doanh nghiệp, Nghị định 15 sẽ giúp giảm trên 90% chi phí hành chính, giúp tiết kiệm 10 triệu ngày công và 3.700 tỷ đồng. Tôi lấy đơn cử như cái Nghị định 15 năm 2018 của Bộ Y tế chủ trì soạn thảo thì sửa đổi cái Nghị định 38 về quản lý an toàn thực phẩm. Đây là một trong những cái bước tiến rất là quan trọng và là một cái sự đột phá về tư duy trong quản lý nhà nước liên quan tới quản lý an toàn thực phẩm. Thời gian qua, nhiều rào cản về thủ tục hành chính xuất nhập khẩu đã được bãi bỏ. Nổi bật, thông tư số 07 năm 2017 TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2017 bãi bỏ chế độ giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng phân bón quy định tại thông tư số 35 năm 2014 TT-BCT ngày 15 tháng 10 năm 2014.
quy định việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng phân bón. Thông tư số 14 năm 2017 TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2017 bãi bỏ thông tư số 12 năm 2015 TT-BCT ngày 15 tháng 10 năm 2014 quy định việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng phân bón. Thông tư số 14 năm 2017 TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2017 bãi bỏ thông tư số 12 năm 2015 ngày 12 tháng 6 quy định việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép. Là mới đây, nhiều bộ bắt đầu xem xét lại các giấy phép con. Và chẳng hạn như là Bộ Công Thương, rồi một số bộ khác, Bộ Giao thông. Chẳng hạn người ta đang xem xét, ta bỏ những cái giấy phép con và điều kiện kinh doanh. Chúng tôi thấy đây là những cái chuyện rất là thông thoáng. Theo Văn phòng Chính phủ, từ năm 2017 cho đến nay, các bộ ngành đã cắt giảm 402 trên 638 danh mục hàng hóa, sản phẩm phải kiểm tra chuyên ngành. Trong đó, lĩnh vực xuất nhập khẩu đã thực hiện cắt giảm mạnh mẽ mang lại kết quả thiết thực. Về xuất nhập khẩu, nhiều cải cách đã được triển khai như thí điểm cơ chế đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan thay vì phân giao hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng đường, kết nối với cổng thông tin một cửa quốc gia để cấp phép nhập khẩu trực tuyến cấp độ 4 đối với xe gắn máy phân khối lớn, các chất làm giảm tầng ozone. Thưa quý vị, những ghi nhận trên cho thấy mặc dù thủ tục hành chính trong xuất nhập khẩu đã được các bộ ngành tích cực cải thiện, nhưng hiện nay không ít thủ tục vẫn còn nhiều vấn đề cần được cải thiện. Nổi bật là thủ tục hải quan và kiểm tra chuyên ngành, doanh nghiệp vẫn than phiền về những thủ tục này. Kiểm tra chuyên ngành vẫn là than phiền của doanh nghiệp. Doanh nghiệp đã phải mất rất nhiều thời gian và chi phí cho thực trạng này. Quan ngại hơn khi doanh nghiệp cho biết, đối với những sản phẩm có giá trị lớn bị cắt một góc để kiểm tra, thì giá trị kinh tế không còn nữa. Cụ thể, đối với những tấm thép lớn của doanh nghiệp sau khi bị cắt chỉ còn dùng để lót nền. Chậm trễ thì ảnh hưởng nhiều, chứ nhiều khi là nếu mà không thông quan thì có thể là doanh nghiệp không có dám bán hàng hoặc không giao đơn được, nên là khi mà giá nó xuống thì thiệt hại doanh nghiệp rất lớn. Cái đó là cái mà chi phí nó tăng, nếu hàng mà về không bán ngay mà để thì nó sẽ về cái giá xuống không nói, còn là chi phí ngân hàng, kho bãi rồi kia, rất nhiều cái chi phí đi theo. Theo ước tính, mỗi năm doanh nghiệp bỏ ra 28,6 triệu ngày công, với 14.300 tỷ đồng cho kiểm tra chuyên ngành, khoảng 100.000 mặt hàng nhập khẩu phải chịu kiểm tra. Theo Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, trong quản lý chuyên ngành đang tồn tại nhiều khó khăn và thách thức, số lượng mặt hàng kiểm tra chuyên ngành lớn và có xu hướng ngày càng mở rộng, kiểm tra chuyên ngành chưa thống nhất giữa các bộ ngành. Nhiều con số rất đáng quan ngại khi hiện vẫn còn khoảng 58% mặt hàng chịu kiểm tra chồng chéo giữa các bộ hoặc giữa các đơn vị trong bộ. Thời gian thực hiện thủ tục kiểm tra chuyên ngành tuy đã giảm hơn trước nhưng vẫn còn dài, dẫn tới nhiều rủi ro cho doanh nghiệp. Phạt hành chính do chậm thông quan, lỡ cơ hội kinh doanh. Chi phí kiểm tra chuyên ngành quá lớn, đặc biệt là chi phí kiểm tra hiệu suất năng lượng, phí kiểm dịch thú y và phí kiểm tra thức ăn chăn nuôi. Một cái điểm nữa đó là về quản lý chuyên ngành mà chúng ta đã nói rất là nhiều trong thời gian vừa qua, vì đây là một trong những cái yếu tố mà cản trở cái hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như là giao thương xuất nhập khẩu và tham gia các hiệp định thương mại của Việt Nam. Và chúng có một thực tế rằng là cái số lượng mặt hàng kiểm tra chuyên ngành đang ngày càng nhiều và số lượng đang ngày càng lớn. Hiện nay có thể nói là trong cái quản lý chuyên ngành thì mấy năm vừa rồi thực hiện nghị quyết của Chính phủ thì các bộ đã có những cố gắng nhất định. Tuy nhiên là hiện tại thì vẫn còn rất nhiều vướng mắc. Thứ nhất là cái diện kiểm tra chuyên ngành rất là rộng. Những danh mục mặt hàng hiện nay theo đánh giá của doanh nghiệp cũng như đánh giá của Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ là hiện nay các bộ đã giải thích là quá rộng so với quy định của luật. Đấy là cái vướng mắc rất là nét hiện nay. Cho nên cái diện kiểm tra là rất là rộng. Các anh theo như ý kiến của các anh ở Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường thì đáng lẽ cái diện hàng hóa quản lý chuyên ngành nhóm 2 nó là trên cái đỉnh của một hình nón, thì hiện bây giờ nó lại ngược lại, nó lại trở thành cái đỉnh của một cái hình nón lộn ngược, tức là cái diện càng ngày càng mở rộng so với luật. Bên cạnh đó, theo một số chuyên gia, việc vận hành cơ chế hải quan một cửa quốc gia kết nối Tổng cục Hải quan với các bộ ngành chưa mang lại hiệu quả như kỳ vọng. Trong đó, số thủ tục thực hiện qua cơ chế một cửa quốc gia còn nhỏ so với tổng số thủ tục mà doanh nghiệp đang phải thực hiện. Đa số các cơ quan, đơn vị đều mới áp dụng điện tử một phần, vừa thực hiện thủ tục điện tử vừa phải yêu cầu nộp hồ sơ giấy. Trong cái thời gian vừa qua thì cũng có một số những cái mặt tồn tại hạn chế. Thì cụ thể ở đây thì cái số lượng thủ tục thực hiện thông qua cơ chế một cửa thì vẫn còn chiếm một cái tỷ lệ tương đối là thấp so với tổng số các cái thủ tục mà sẽ được triển khai thông qua cơ chế một cửa quốc gia giai đoạn 2016-2020, mà cụ thể là 39 thủ tục trên tổng số 284 thủ tục theo kế hoạch thì mới chiếm một cái tỷ lệ khoảng 13%.
Bên cạnh đó thì việc triển khai cơ chế một cửa quốc gia thì cũng còn gặp một số những cái hạn chế, mà cụ thể ở đây chính là cái hạ tầng công nghệ thông tin thì vẫn đang trong cái quá trình hoàn thiện, các bộ ngành hoàn thiện. Cái thứ hai đó là về cơ sở pháp lý thì cũng chưa được đồng bộ và vẫn cần tiếp tục được rà soát để mà hoàn thiện hơn nữa. Một quan ngại lớn hơn khi không chỉ thủ tục xuất nhập khẩu mà doanh nghiệp đang phải tuân thủ theo pháp luật, còn có thủ tục mà doanh nghiệp đang phải thực hiện như một khâu cần thiết trong xuất nhập khẩu là thủ tục cho chi phí ngầm. Giống như doanh nghiệp của chúng tôi là về vận tải, tôi nói lại là về vận tải, về logistics, về khai báo hải quan. Khi mà chúng tôi làm việc với khách hàng và chúng tôi đưa cái phí mà chúng tôi thực sự nộp cho các đơn vị nhà nước ấy, và một loạt các cái phí mà kê ra, nó không có chứng từ, không có đơn gì hết, nó chiếm đến khoảng tầm 40-50%. Một khoản phí mà bao nhiêu năm nay tôi làm mười mấy năm trong nghề này, tôi không biết tại sao nó cứ mãi như vậy. Hiện nay, chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới là một trong bốn chỉ số đo lường môi trường kinh doanh chưa đạt cải thiện. Thứ hạng chỉ số này vẫn ở mức thấp do những cải cách về quản lý chuyên ngành vẫn còn chậm và chưa đồng đều. Tổng thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới của Việt Nam chưa đạt được theo mục tiêu đặt ra trong Nghị quyết 19 năm 2017 NQCB. Cụ thể, tổng thời gian giao dịch qua biên giới hàng nhập khẩu là 138 giờ, hàng xuất khẩu là 108 giờ. Trong đó, mục tiêu đặt ra trong Nghị quyết 19 năm 2017 NQCB là tổng thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới năm 2017 đối với hàng xuất khẩu là 70 giờ, hàng nhập khẩu là 90 giờ. Dù đã có nhiều cải cách nhưng đây vẫn đang là những khó khăn lớn nhận nhiều phản ánh từ doanh nghiệp. Nếu thực trạng này không được quyết liệt cải thiện thì hàng triệu ngày công, hàng ngàn tỷ đồng nữa sẽ tiếp tục là gánh nặng làm oằn vai doanh nghiệp. Có một thực tế đến nay trong các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh của Việt Nam đều tăng, thì chỉ số thương mại qua biên giới lại giảm một bậc, xếp thứ 94 trên 190 quốc gia vùng lãnh thổ. Điều này cho thấy công tác cải thiện thủ tục hành chính xuất nhập khẩu sẽ cần phải tích cực hơn nữa nếu Việt Nam muốn có được môi trường kinh doanh thuộc top 4 ASEAN như Nghị quyết số 19 năm 2018 đề ra. Nghị quyết 19 năm 2018 đề ra mục tiêu cải thiện các chỉ số môi trường kinh doanh đến năm 2018 tăng thêm từ 8 đến 18 bậc trên bảng xếp hạng của Ngân hàng Thế giới. Trong đó nhấn mạnh cải cách điều kiện kinh doanh và quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Ví dụ, nghị quyết yêu cầu bãi bỏ và đơn giản hóa 50% điều kiện đầu tư kinh doanh, giảm 50% danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc diện kiểm tra chuyên ngành, và giảm tỷ lệ các lô hàng nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành tại giai đoạn thông quan từ 25 đến 27% hiện nay xuống dưới 10%. Sau khi mà Nghị quyết 19 ban hành, Nghị quyết 19 năm 2018 ban hành thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng ngay lập tức là ban hành cái quyết định 1958 ngày 30 tháng 5, cái ban hành cái kế hoạch triển khai về cái việc là triển khai thực hiện Nghị quyết 19 của Chính phủ. Và ngay sau đấy thì Bộ cũng đã có cái công văn số 4300 ngày 6 tháng 6 và đề xuất các cái đơn vị trong Bộ có liên quan đến cái việc kiểm tra chuyên ngành là tiếp tục cái cắt giảm mặt hàng kiểm tra chuyên ngành theo từng mã HS. Tức là chúng tôi quán triệt đến việc là sẽ cắt giảm mặt hàng kiểm tra chuyên ngành theo từng mã HS. Và cái việc cắt giảm này thì chúng tôi cũng đang giao về cho các đơn vị thuộc Bộ có liên quan để tự rà soát, tự cắt giảm và sẽ báo cáo Bộ trong cái khoảng thời gian là 2 tuần tiếp theo. Trong thời gian tới thì đối với cả những cái sản phẩm hiện nay của Công Thương ba cái lĩnh vực về kiểm tra chuyên ngành thì chúng tôi sẽ tiếp tục tôi làm với lúc nào lĩnh vực về an toàn thực phẩm thì chúng tôi sẽ hoàn thiện cái khung pháp lý để mà triển khai thực hiện cái nghị định 15 để làm sao để nó đi thực sự vào hiệu quả đúng như những cái gì mà chúng ta khi chúng ta sửa cái nghị định 38. Thứ hai là đối với cả cái sản phẩm hàng hóa nhóm 2 thì chúng tôi cũng sẽ phân loại rất rõ là tiếp tục rà soát và đơn giản hóa các cái hoạt ba cái hoạt động. Thứ nhất là hoạt động kiểm tra hàng hóa sản phẩm thì khi làm thủ tục hải quan, chúng tôi cũng sẽ rà soát lại cái việc chỉ định cái tổ chức được ủy quyền kiểm tra nhà nước nên tổ chức đánh giá sự phù hợp theo cái hướng là mở rộng ra theo cái nghị định 107. Và thứ ba nữa là đối với cả hoạt động công bố chứng nhận thử nghiệm kiểm nghiệm và kiểm định cũng sẽ được rà soát lại để làm sao đơn giản hóa thủ tục. Nghị quyết 19 năm 2018 cũng đề ra cái mốc cụ thể cho đơn giản hóa thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa. Cụ thể trong năm này phải triển khai đủ 130 thủ tục hành chính mới đăng ký tại một cửa quốc gia. Trình Chính phủ ban hành kế hoạch tổng thể về triển khai cơ chế một cửa quốc gia, đồng thời xây dựng hệ thống công nghệ thông tin phục vụ cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN.
hiện đại hóa thì phải nói rằng là nếu muốn hiện đại hóa thì bây giờ phải là chính phủ điện tử, phải thực hiện nó cao hơn nữa là phải số hóa. Mà đã điện tử hóa thì không phải ở mức hoàn toàn là phải trực tuyến, chỉ bằng giấy tờ điện tử, không cần phải giấy tờ, không cần phải tiếp xúc trực tiếp. Mọi cái việc là xử lý này đều phải ở trên hệ thống, và sau đó thanh toán mọi thứ chi phí cũng phải là trực tuyến online. Để có như vậy thì và kết nối được tất cả những bộ ngành có liên quan, không những kết nối bộ ngành có liên quan mà kết nối được doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước, kết nối các cảng biển với cơ quan nhà nước, kết nối các cái cơ quan doanh nghiệp thẩm định kiểm nghiệm thử nghiệm với cơ quan nhà nước, phải kết nối được hết như thế, và chúng ta có một dữ liệu dùng chung thì chúng ta sẽ, đó mới là hiện đại. Các chuyên gia cho rằng để đảm bảo việc triển khai thực hiện nghị quyết 19 trong những năm tiếp theo đạt được hiệu quả cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu, cần tạo sự chuyển đổi mạnh mẽ về cách thức quản lý nhà nước từ tiền kiểm sang hậu kiểm gắn liền với nguyên tắc quản lý rủi ro, đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật của các doanh nghiệp tổ chức. Sang hậu kiểm nghĩa là hoàn toàn là phải kết hợp với là quản lý rủi ro thì lúc đó nó mới có tác dụng. Thế còn anh mới chỉ thay đổi cái điểm kiểm tra là kiểm tra trước và kiểm tra sau thì nó vẫn chưa thay đổi căn bản cách thức quản lý, mà quản lý này phải chỉ tập trung vào những chỗ là có nhiều rủi ro, nguy cơ rủi ro cao. Thì cái điểm toàn thế giới thực hiện như thế thì chúng ta không có lý gì lại không thực hiện như vậy. Thêm vào đó, cần thống nhất cách hiểu và thực hiện các quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra chuyên ngành giữa các cấp, các địa phương và từng cá nhân thực thi, đảm bảo công bằng và thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển. Một cái nghị định ra, một thông tư hướng dẫn thôi, đúng không ạ? Các cái bộ liên ngành phải ngồi với nhau để mà ra được một cái thông tư hướng dẫn rõ ràng. Chúng tôi không thể đọc cùng một lúc hai cái chỗ để chúng tôi đi triển khai được. Có quá nhiều các cái công đoạn, quá nhiều thủ tục để mà ra được một cái đồng vốn. Chúng tôi còn các doanh nghiệp thì phần lớn phải tập trung vào cái thời gian để chúng tôi đi phát triển thị trường, làm ra sản phẩm tốt, xong rồi phát triển thị trường. Còn cái việc hỗ trợ thì chúng ta nên, tất nhiên là những cái lĩnh vực mà hỗ trợ về hạ tầng cơ sở thì nhà nước nên có những chính sách hỗ trợ trực tiếp về tài chính. Thì tuy nhiên thì chủ yếu chúng ta tạo điều kiện cho doanh nghiệp bằng cách là hỗ trợ các cái chính sách hỗ trợ liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp là chính. Đồng thời với các cái biện pháp là đơn giản hóa cái thủ tục hành chính, giảm bớt các cái điều kiện kinh doanh cũng như là đơn giản hóa các thủ tục kiểm tra chuyên ngành để tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi, thì những cái biện pháp để kiềm chế cái sự tăng chi phí cho doanh nghiệp cũng là cái biện pháp phải diễn ra đồng thời. Nghị quyết cũng yêu cầu các bộ ngành xây dựng kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết số 19 năm 2018 hoàn thành trước ngày 31 tháng 5 năm 2018. Trong đó, xác định cụ thể mục tiêu, các nhiệm vụ phải thực hiện, các văn bản pháp luật phải bổ sung, sửa đổi, thời hạn hoàn thành và đơn vị cá nhân chịu trách nhiệm, cách thức giám sát, đánh giá. Đến đây thì chương trình Tiêu điểm Kinh tế của chúng tôi cũng xin được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.